Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mỹ phẩm chính hãng Shop Bắp Cứng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái bịch cám gạo sữa này, về công dụng cũng như là cách sử dụng nó như thế nào cho các bạn biết nha. Bịch cám gạo này nó rất là nhiều công dụng cũng như là rất là thích hợp với việc làm đẹp của chị em phụ nữ mình. Cái bịch cám gạo này nè, các bạn mua về sau đó các bạn cắt ra, sau đó các bạn dùng một cái chén đổ vào. Khi mà các bạn muốn đắp mặt nạ thì các bạn đổ chung với sữa tươi quậy lên và một lượng vừa đủ thôi để cho nó hấp thụ đều, da nó không bị chảy nha các bạn. Sữa thì nó một chất lỏng, nó dễ bị chảy, các bạn đổ vừa thôi, vừa đủ để nó thấm lên da của mình thôi. Các bạn trộn chung vào, sau đó các bạn rửa mặt, sau đó các bạn đắp cái hỗn hợp mặt nạ sữa và kem gạo lên trên cái da mình để làm da mình được mịn màng hơn. Sau 30 phút thì các bạn có thể rửa sạch lại với nước, sẽ giúp cho các bạn giảm đi những cái phần thâm hoặc là những phần bụng của mình, giúp da được căng và trắng sáng hơn. Nếu mà các bạn muốn tẩy da chết thì cực kỳ đơn giản luôn, rất là đơn giản. Các bạn có thể sử dụng một ít nước ấm, các bạn chế cái kem gạo sữa này vào trong và quậy lên cũng giống như là mình trộn với sữa gì đó. Nhưng mà lần này là các bạn massage trực tiếp lên da giống như là mình đang dùng cái này để mình rửa mặt vậy đó. Mình sẽ massage lên cái làn da mặt của mình, sẽ lấy đi tế bào chết. Nếu mà mình muốn massage phần body để tẩy tế bào chết cho body thì cũng cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn cũng massage lên giống như là muốn tắm hay là gì đó để nó tẩy đi những tế bào chết trên da và đặc biệt đem lại một làn da trắng sáng cũng như là an toàn từ thiên nhiên cho các bạn nha. Cái này nó giúp tẩy sạch bụi bẩn này. Cái bịch kém gạo này là dùng được cho body và mặt luôn, tẩy sạch bụi bẩn là làm da sáng mịn là xe các lỗ chân lông và đẩy lùi hắc tố làm sạm da, rất là hiệu quả luôn. Đặc biệt công dụng thì quá quá tuyệt vời cho chị em phụ nữ mình, mà tinh chất từ thiên nhiên thì tất cả mọi người đều sử dụng được và cảm nhận rất là ok sau mỗi lần sử dụng nha. Bên mình đang bán cái bịch này với giá là 5k. Bạn nào cần mua thì inbox bên dưới để bên mình được chốt đơn cho các bạn. Và mình xin kết thúc cái video này, và các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.